Tức là cả buổi chiều đi bẫy nhưng mà không được con nào, để giày tất không được con nào, hái được một nắm cây quả phèn đen đấy về cho chim ăn. Phải cho mấy con cào màu nên nó rất là thích ăn. Nào có một cái cây cào màu đến rất là nhiều, rất nhiều quả chín. Mấy con kia đang chờ để cho ăn đấy, và để hái cho nó ăn nha.